Ok, mồng 1 sáng mai, mồng 2 đầu tháng và đặc biệt hôm nay là cũng là ngày Giáng sinh Noel thì cho em xin chúc các bác có một cái ngày Giáng sinh Noel thật là vui vẻ và thật hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình của mình nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu cho các bác 40 mẫu bơm tay cao áp đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đấy, bây giờ sắp đến Tết rồi, chim cò về cực kỳ nhiều. Các bác nào mà chưa có bơm này, bơm hỏng, bơm lỗi mà các bác muốn tham khảo các mẫu bơm tay cao áp thì các bạn hãy cố gắng theo dõi hết cái video này của em để thể lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm tay các bên em các bác nhé. Thì cũng không để các bác chờ đợi lâu nữa thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết 40 mẫu bơm tay các bên em. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn các bác nhé. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày Giáng sinh Noel thì bên em cũng có một chút các cái món quà để gửi tặng cho các bác khi các bác mua bơm các bác nhé. Đầu tiên em sẽ tặng các bác một cái đồng hồ hơi hoặc là một đồng hồ áp của Griket chân 8 chân 10 thì đều có các bác nhé. Rồi, quà tặng thứ hai em sẽ tặng cho các bác là gì ạ? Là một cái lọ dầu, một lọ dầu này là 30 ml các bác nhé, để các bác có thể bôi vào bơm để bơm của mình nó tỏa nhiệt và bơm sẽ nhanh hơn, bơm sẽ không bị nóng nữa các bác nhé. Tiếp theo em sẽ tặng cho các bác một lon nước làm mát các bác nhé. Đây là lon nước làm mát về để các bác đổ vào bơm thì là bơm nó sẽ không bị nóng nữa, bơm sẽ bền hơn và bơm sẽ nhanh hơn các bác nhé. Rồi tiếp theo các bác không lấy những món quà kia ạ. Đây ti các bác nhé, ti bơm SB, ti chuẩn chỉ, ti rong xanh đây các bác nhé. Đấy, ti này thì bên shop đang bán 130.000 đồng. Khi các bác mua bơm giá không đổi em vẫn tặng cho các bác những chiếc ti các bác nhá. Các bác không lấy ti thì là em sẽ tặng các bác những cái túi gioăng sim. Đây là những gioăng sim này để các bác sửa chữa bơm các bác nhá. Những cái túi gioăng sim này sẽ 21 món để các bác thay thế sửa chữa tất cả các vị trí trong thân bơm là được 2 lần các bác nhá. Đấy là những phần quà tặng. Khi các bác mua bơm nào bên em cũng tặng cho các bác đủ các món quà này. Các bác chọn một trong những phần quà này các bác nhá. Rồi cũng không để quá chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu bơm một. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn các bác nhá. Đây, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác một cái mẫu bơm huyền thoại các bác nhá. Mẫu bơm này là mẫu bơm đồng hồ bé này, đúng không ạ? Đồng hồ bé này, lọc bé, chân cánh én không gấp, thân bơm inox 304, tay cầm thì chống trơn chống trượt xịn sò các bác nhá. Thì mẫu bơm này thì là mẫu bơm đồng hồ bé lọc bé, em bao áp cho các bác bơm tầm 180 cân đến 220 cân quay đầu các bác nhá. Mẫu bơm này để dùng cho các bác chơi ít này, hoặc là các bác mới chơi, hoặc là các bác chơi truyền thống, hoặc là các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả lắm thì mình nên tham khảo mẫu này các bác nhé. Thì mẫu bơm đồng hồ bé lọc bé này thì bên shop đang bán với giá bao nhiêu ạ? 600.000 các bác nhá, 600.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tất cả có mua bơm bên em các bác sẽ được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, có đặt thì có sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Và điều đặc biệt khi các bác mua bơm bên em thì các bác không phải cọc cạch bất cứ 1.000 nào các bác nhá. Đây những phụ kiện đi theo bơm thì đầy đủ các bác nhé. Đây là những phụ kiện khi các bác mua theo bơm các bác nhé. Đầu tiên thì là sẽ có một lọ dầu này, và một cái cà lê đa năng, và một túi bông lọc, và một cái túi gioăng sim để mình có thể thay thế sửa chữa. Trong này có một cái đầu ốc để các bác test bơm này, và một đầu bơm xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa các bác nhé. Đây những phụ kiện đi theo bơm. Đây những quà tặng thì em sẽ tặng thêm cho các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu bơm thứ hai. Đây là một trong những mẫu bơm được các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều, đến từ thương hiệu SB các bác nhé. Đây thương hiệu SB này đúng không ạ? Đây chân cánh én thì gấp vào để các bác đút ba lô đi rừng rất chi là tiện đúng không ạ? Đồng hồ các bác nhé, đồng hồ 50 mb, đồng hồ to các bác nhé, đồng hồ to này, lọc thì lọc bé. Riêng mẫu bơm này thì là bên em gọi bơm nhã các bác nhé. Mẫu bơm này thì em bao cho các bác bơm tầm độ 280 cân đến 300 cân quay đầu các bác nhé. Mẫu bơm SB này thì suốt bao nhiêu năm rồi luôn luôn được các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Đấy, thời gian đã chứng minh nên thương hiệu ở bơm SB này được các bác sử dụng cực kỳ nhiều, giá thành nó cũng rất chi là hợp lý các bác nhé. Thì mẫu bơm đồng hồ to lọc bé thì bên em gọi là bơm nhỡ thì bên shop đang bán với giá là 800.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cái mẫu bơm thứ ba. Đây là một trong những mẫu bơm luôn luôn được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều ở cái thương hiệu SB này các bác nhé. Đây chân cánh én gấp đúng không ạ? Đồng hồ vẫn là đồng hồ 50 mb các bác nhé. Lọc thì lọc to, lọc màu đen. Cái này thì nó có 3 ưu điểm các bác nhé. Cái này thì là bơm nhanh này, bơm nhẹ và chống nóng ở cái mẫu bơm này rất chi là tốt. Đấy, thân bơm inox 304, tỏa nhiệt cực kỳ nhanh và bơm thì là cực kỳ khỏe các bác nhé. Ở cái mẫu bơm SB này thì tay cầm thì chống trơn chống trượt đúng không ạ? Thì mẫu bơm đồng hồ to lọc to bản đặc biệt này bên shop đang bán với giá là 900 các bác nhé, 900.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Lấy phụ kiện theo bơm đầy đủ, quà tặng thì vô vàn. Các bác lấy phần quà tặng gì, các bác lấy loại bơm nào, qua cứ báo em nhé. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm cuối cùng, đến từ thương hiệu Sijongsi các bác nhé. Đây thương hiệu Sijongsi đây. Mẫu này thì là bầu siêu to khổng lồ rồi đúng không ạ?
Đây chân cánh én không gấp. Đồng hồ 40 mb, đồng hồ cực kỳ to các bác nhá. Đồng hồ này là có phản quang để khi các bác bơm trời tối thì là phản quang nó sẽ sáng để mình quan sát một cách dễ dàng các bác nhá. Lọc thì lọc cực to rồi. Riêng mẫu bơm Sinonsi này thì là hàng đẳng cấp rồi các bác ạ. Đấy các bác bơm tầm độ 3 năm 5 năm không bao giờ lo hỏng bơm các bác nhé. Những các bác nào mà chơi nhiều hoặc là các bác có điều kiện kinh tế dư giả thì mình có thể tham khảo mẫu này. Riêng mẫu bơm Sinonsi này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân, rất chi là nhanh và nhẹ các bác nhé. Thì mẫu bơm tay Sinonsi này thì tại thời điểm hiện tại bên shop đang bán với giá là 1.900.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về 4 cái mẫu bơm tay cao áp em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm tay nào, các bác cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em. Các bác cần hình ảnh video chi tiết hơn thì các bác có thể kết bạn Zalo với hai số điện thoại bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm tay từ dòng bình dân đến những hàng cao cấp các nhé. Thì một video em làm rất chè ngắn thôi, thì cho em được xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.